Chào các bác nhá, hôm nay em xả thanh lý cho các bác một con đẩy bãi 20 sò này, 2 kênh. Hàng zin cho các bác nhá. Nguồn này, nguồn 15 nhá, rất là to luôn này. Đấy, tụ to đùng vật vã luôn. Đó, rất là xịn sò luôn các bác nhá. Có hai quạt gió này, các bác dùng thoải mái không sợ bị lỏng nhá. Các bạn linh kiện bãi nhìn rất là khủng. Dòng này chạy 20 sò các bác nhé, có thể đánh được hai cặp full bát 25 hoặc là một cặp bát 30 côn 76 được xuống. Mặt trước đây các bác nhé, mặt sau đây. Cổng ca lon này, ca lông này. Đấy. Ở bên này thì có cả thêm rắc xoáy nhá, rắc cổng lưu trích này để các bác đấu ra loa. Đó. Cầu chì này, dây nguồn này, dây nguồn này. Đấy. Em xả thanh lý cho các bác con đẩy bãi này là 2.300.000, cho bác nào nhanh tay lấy nhá. Đó. Rất là linh kiện, rất là xịn sò luôn. Đó. Mùa Covid này nên là em sẽ thanh lý và xả hàng cho các bác đấy với giá rất là rẻ. Có đúng một con thôi các bác nhé, đúng một con duy nhất thôi. Bác nào nhanh tay lấy thì inbox cho em, không mặc cả các bác nhé. Em bán hàng thanh lý nên các bác đừng mặc cả cho em. Các bác nào mà nhắn tin mặc cả em sẽ không trả lời đâu nhé. Bác nào quan tâm hoặc là có nhu cầu cần tư vấn gì thì có thể inbox cho em hoặc là gọi điện các số điện thoại của bên em sẽ tư vấn cho các bác nhé. Chào các bác ạ.